Xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách link một bức ảnh ở trong phần package folder. Chúng ta cũng có một cái file Illustrator có tên là travel poster ends with links. Chúng ta sẽ có hai folder đi kèm theo là links và fonts. Bây giờ chúng ta sẽ chọn bức ảnh. Chúng ta open. Chúng ta chọn bức ảnh để chúng ta chỉnh sửa màu sắc. Ở trong cái folder links. Khi mà chúng ta đã sắp xếp hình ảnh vào trong layout bố cục, chúng ta chọn New York City, thì chúng ta sẽ ở trong phần Photoshop sẽ mở bức ảnh New York City và chúng ta sẽ chỉnh sửa màu sắc một chút. Khi các bạn chỉnh sửa màu sắc ở trên Photoshop, các bạn save. Thì ở Illustrator sẽ có dòng text hỏi các bạn có muốn update cái chỉnh sửa đấy không. Và khi các bạn ấn Yes thì bức ảnh sẽ tự động được update sang cái version mới, là version được chỉnh sửa màu. Như vậy các bạn sẽ rất dễ dàng. Nếu như các bạn ấn vào Edit Original, các bạn sẽ có thể tiếp tục chỉnh sửa. Các bạn chỉ cần xóa cái layer trên cùng và các bạn save. Như vậy bức ảnh sẽ quay lại trạng thái ban đầu trước khi chỉnh sửa. Và sau đây chúng ta muốn thay đổi màu sắc của hình ảnh, chúng ta có thể sử dụng các bạn có thể làm tương tự với những cái hình ảnh khác ở trên poster bằng cách link với Photoshop để chỉnh sửa trên Photoshop, vì Photoshop là phần mềm chỉnh sửa màu sắc hình ảnh rất là mạnh. Công cụ link hình ảnh chết, các bạn sẽ mở file Illustrator có tên là travel poster and để các bạn thực hành. Chúng ta sẽ vào phần Windows Links. Chúng ta sẽ có tất cả những cái hình ảnh mà chúng ta sử dụng trong cái poster. Ta vào file package.